ạ, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của chúng mình. Khi cầu thủ bước chân trái ra đường đen đủ đường. Năm 2017, trong trận đấu giữa Arsenal và Leicester, tiền đạo Alexis Sanchez đã gặp phải một tai nạn hài hước ở những phút cuối cùng. Cụ thể, ở phút bù giờ thứ hai của trận đấu, tiền đạo Alexis Sanchez đã đứng sát đường biên để chặn pha ném biên của hậu vệ Christian Fulm. Quá tức giận trong tình thế đội nhà bị dẫn trước, cầu thủ bên phía Leicester đã ném thẳng vào người Sanchez. Tình huống quay chậm cho thấy quả bóng đã bị ném vào vai tiền đạo người Chile, nhưng ngay lập tức anh này ngã lăn ra và ôm mặt. Điều đáng nói là Sanchez ăn vạ khá thô thiển khi phải mất vài giây sau khi dính cú ném của Christian Fulm, cầu thủ này mới ngã vật xuống sân. Không khiến đối phương bị phạt mà chính Sanchez bị phạt thẻ vàng ở tình huống này. Và mọi người đừng quên subscribe channel thứ hai của chúng mình được đính kèm ở dưới phần mô tả để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Con chó này. Mày dám láo với cụ à? Câu lạc bộ AS Roma từng gây chú ý khi đăng tải trên Twitter dòng chữ cấm tất cả cầu thủ Roma chụp ảnh với The Red cho đến hết mùa giải. Đây là một ca sĩ người Canada yêu thể thao, đặc biệt là bóng đá, thế nhưng lại bị cho là mang tới những điều xui xẻo với các sao sân cỏ chụp ảnh cùng. Hễ bất cứ khi nào rapper sinh năm 1986 này khoe ảnh chụp chung với cầu thủ nào là câu lạc bộ của nạn nhân đều thua sấp mặt. Paul Pogba chụp ảnh với The Red. Sau đó, MU thua Wolves ở cúp FA, Aubameyang chụp ảnh cùng The Red, Arsenal bị Everton đánh bại. Thậm chí, võ sĩ 4 lần giữ đai vô địch hạng nặng Anthony Joshua thua trận đầu tiên trong sự nghiệp chỉ sau khi The Red khoe ảnh chụp chung. Nhiều sự trùng hợp đã khiến chàng ca sĩ này bị gắn với cái danh là vận xui của thể thao. Dĩ nhiên, chuyện may mắn hay đen đủi trong cuộc sống thì chẳng thể nào đoán trước được. Bởi cho dù một ngày đẹp trời, nếu bạn bước nhầm chân ra đường thì cũng sẽ gặp khoảnh khắc đen không tả nổi như những cầu thủ này. Năm 2017, tiền đạo Alexis Sanchez dù không ghi bàn nhưng trở thành nhân vật trung tâm trong trận Arsenal thắng Leicester với tình huống đóng kịch gây tranh cãi. Cụ thể, hậu vệ của Leicester đã tức giận ném bóng thẳng vào Sanchez khi anh chàng cố ý ngăn cản pha ném biên. Tiền đạo người Chile sau đó ngã lăn ra ăn vạ. Nhưng dĩ nhiên, anh không những không được bênh vực mà còn nhận thẻ vàng do hành vi cố tình ngăn cản đối phương ném biên. Hậu vệ Fernando Marcan của Lyon phản lưới một cách kỳ quái khi chọn vị trí và tung cú sút căng như một tiền đạo đối phương để xé lưới đội nhà trong trận thua trước PSG tại giải Ligue 1 vào tháng 2 năm 2020. Cầu thủ David Dunn từng gặp phải lúng túng xuất hiện trên mặt báo sau khi thực hiện không thành công động tác Rabona ở trận derby giữa Birmingham và Aston Villa năm 2008. Vị trọng tài xui xẻo này dù nhanh chóng giơ tay nhưng vẫn không tránh khỏi vận mệnh nằm sân khi dính phải cú sút vào mặt. Cầu thủ Heiko Westermann của Hamburg đã có một pha va chạm mạnh với cột dọc khi lao về khung thành để nỗ lực cứu thua cho đội bóng trong trận đấu với Leverkusen năm 2013.
phóng viên Enevic của đài Match TV của Nga. Trong lúc đưa tin trước trận đấu thì anh bị hệ thống vòi phun nước ở sân làm ướt hết từ đầu đến chân. Vòi nước mạnh đến mức làm tay nghe của anh rơi xuống đất. Vụ việc đến giờ hơi bất ngờ nhưng Enevic chẳng hề nao núng và cố gắng tiếp tục công việc của mình. Martin Cambo trong một lần xông vào vòng cấm ghi bàn đã bị hậu vệ đội bạn va chạm đến cột dọc. Hậu quả là anh phải nằm cán rời sân sau bàn thắng chưa kịp ăn mừng này. Hậu vệ của tuyển Pháp Pavard phải thi đấu với 3 vết xước hằn sâu ở cổ từ pha va chạm với Rudiger đầu trận Đức-Pháp ở Nations League 2018. Tình huống xảy ra khi Pavard chùi bóng khiến Rudiger nhảy tránh nhưng có vẻ bị lỡ đà. Chân phải của Rudiger tránh được người Pavard nhưng chân trái của anh này lại trượt trên phần cổ của đồng nghiệp người Pháp. Tiền vệ Ole Gusev đã gặp một phen tản tò khi thực hiện cú móc bóng giải nguy, song cái đẩy nhẹ của đối thủ đã ảnh hưởng khiến anh móc bóng trúng ngay mặt mình. Thủ thành Benjamin Slotin của câu lạc bộ PSV Eindhoven trong nỗ lực cản phá quả đá phạt hiểm hóc từ đối phương đã gặp chấn thương hy hữu khi lao thẳng đầu vào cột dọc với lực cực mạnh dẫn đến bất tỉnh. Nữ thủ môn này đã có một pha xử lý siêu ngố để thủng lưới một cách đáng tiếc. Đây là một tình huống đón đường chuyền về từ đồng đội, tuy nhiên cô lại chặn hụt bóng, khiến đội nhà nhận một bàn thua oan uổng. Còn trước tình huống dễ như bỡn này, các nữ cầu thủ áo vàng đã không ăn ý trong việc dứt điểm, dẫn đến bỏ qua cơ hội đáng tiếc để ghi bàn sau khi đã hoàn toàn loại bỏ thủ môn của đối thủ. Thủ thành Michael Roth của AS Dragon trong khoảnh khắc không hiểu ra sao đã tạo nên một pha đốt lưới nhà không tưởng. Từ quả ném biên của đồng đội, Roth bỗng dưng xoay người đưa bóng thẳng vào khung thành đội mình ở một góc cực hẹp. Tại trận đấu giữa Jamaica và Venezuela thuộc khuôn khổ Copa America 2016, một người quay phim bên ngoài sân đã không may khi trúng phải pha phá bóng của một cầu thủ khiến anh đổ gục xuống. Hồi năm 2010, khi tác nghiệp trong trận đấu giữa Mainz và Stuttgart, nữ phóng viên thể thao nổi tiếng của Đức Jessica Kastrop
đã gặp một phen bối rối khi một trái bóng vô tình đập trúng đầu cô từ phía sau. Tháng 2 năm 2017, nữ phóng viên Natalie Getra cũng gặp phải sự cố tương tự khi đang tác nghiệp trước trận đấu giữa Liverpool và Tottenham. Tình huống hài hước này diễn ra ở trận đấu giữa Chelsea và Swansea. Thay vì chuyền bóng cho đồng đội, Renato Sanchez giống như bị ám ảnh bởi chiếc đầu bò. Anh đã thực hiện một pha bóng lỗi khi nhắm thẳng biển quảng cáo để chuyền, khiến huấn luyện viên Paul Clement chỉ biết thở dài thất vọng. Vừa rồi là một số khoảnh khắc không mấy may mắn trên sân bóng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.